Vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2020, tại khách sạn Vinpearl Cần Thơ đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi danh nhân sắc tâm tài. Với sự góp mặt của nhiều hoa hậu, hoa khôi đã đạt giải trong những cuộc thi lớn năm 2019. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 40 gương mặt đại diện của các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam, cùng nhiều cơ quan báo đài về tham dự đưa tin cho đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi danh nhân sắc tâm tài. Và đồng hành cùng với chương trình Hoa khôi danh nhân sắc tâm tài là sản phẩm dinh dưỡng Tiên Thảo Chi được cung cấp bởi công ty Việt Nam Cacao và được độc quyền phân phối bởi công ty phát triển thương mại dịch vụ Tiên Phong. Đồng thời cũng là công ty duy nhất được ban tổ chức mời trưng bày sản phẩm trong suốt chương trình. Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thành phần chính bao gồm nhân sâm, linh chi, cacao, hơn 20 vitamin và khoáng chất với công dụng giữ gìn vóc dáng, bổ sung dinh dưỡng, duy trì năng lượng nên đã được các nữ doanh nhân ưu ái lựa chọn sử dụng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Thank you.
đường lên nhau.